Chào tất cả các anh chị. Hôm nay thì Atiptic rất là tự hào khi mà được giới thiệu đến anh chị một cái dòng tròng kính vô cùng đặc biệt mới được ra mắt gần đây của thương hiệu Essilor Pháp, là cái tròng Stellet kiểm soát cận thị học sinh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO dự báo đến năm 2050 thì có tới 50% dân số bị cận thị và có tới 1 tỷ người bị cận thị nặng. Ở Việt Nam chúng ta thì cái tỷ lệ trẻ em mà mắc cận thị, đặc biệt là sau cái mùa dịch vừa rồi, khi mà các bé ở nhà dùng điện thoại, máy tính nhiều thì cái tỷ lệ này gia tăng đột biến. Cận thị gia tăng cao thì đồng nghĩa với việc là các cái bệnh về mắt như là thoái hóa điểm vàng, bong võng mạc tăng cao. Chúng ta có thể nhìn thấy cái bảng ở đây. Chúng ta có thể quan sát là cái tỷ lệ cận thị càng cao thì dẫn đến những cái bệnh lý về mắt càng cao. Ví dụ như đây chúng ta có thể nhìn thấy là cái người mà cận từ -1 đến -3 diop thì cái tỷ lệ bị thoái hóa điểm vàng sẽ cao hơn 2,2 lần so với người bình thường. Nhưng cận -6 đến -9 diop chúng ta có thể quan sát là cái tỷ lệ nó lên đến 40,6 lần so với người bình thường, tức là tỷ lệ rất cao. Tương tự như vậy thì bong võng mạc chúng ta có thể nhìn thấy người từ -1 đến -3 thì nguy cơ mắc cao đến 3 lần so với người bình thường, và cận -6 đến -9 diop thì đến 21,5% so với cái mức bình thường. Và chúng ta có thể thấy là cận thị tiến triển rất nhanh ở trẻ nhỏ. Ví dụ như ở đây chúng ta có một cái biểu đồ minh họa. Nếu như trẻ 7 tuổi cận -1 diop thì trẻ có thể cận lên đến -6 diop khi mà 16 tuổi. Nhưng nếu như trẻ 11 tuổi mới bị cận -1 diop thì có thể lên đến -3 khi mà 16 tuổi. Tức là trẻ bị cận thị từ cái độ tuổi càng nhỏ thì khi mà lớn lên thì cái độ tiến triển cận thị càng cao. Chúng ta sẽ có những cái phương pháp truyền thống để kiểm soát cận thị, ví dụ như là sử dụng kính gọng, sử dụng kính áp tròng mềm, sử dụng kính áp tròng 3D Motorcade, sử dụng nhỏ atropine nồng độ thấp. Tuy nhiên thì ở những cái phương pháp truyền thống này thì tồn tại rất là nhiều các cái nhược điểm, ví dụ như là sử dụng kính áp tròng mềm hay là Autocade thì cái nguy cơ dẫn đến nhiễm khuẩn và khô mắt, hoặc là sử dụng atropine thì khi mà chúng ta dừng đột ngột ấy, thì sẽ dễ gây cái hiệu ứng dội ngược. Chính vì những cái nhược điểm của những cái phương pháp truyền thống như này thì hãng Essilor họ đã nghiên cứu ra một cái dòng tròng kính Stellet kiểm soát cận thị học sinh, và sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cơ chế. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái cơ chế tại sao lại tiến triển cận thị. Như chúng ta có thể quan sát ở đây, nếu như chúng ta dùng một chiếc tròng kính thông thường, ánh sáng đi qua tròng kính thông thường thì một phần của ánh sáng sẽ hội tụ đúng ở phần võng mạc trung tâm, giúp chúng ta nhìn rõ vật thể. Tuy nhiên thì một phần ánh sáng sẽ hội tụ ở phía sau võng mạc. Điều này gây ra cái hiện tượng viễn thị vùng trung biên và cũng chính là nguyên nhân kích thích tăng trưởng cái chiều dài trục nhãn cầu nhanh đến mức bình thường. Mà cái tăng trưởng chiều dài trục nhãn cầu nhanh đến mức bình thường sẽ là nguyên nhân gây tiến triển cận thị. Để giải quyết được vấn đề này thì hãng Essilor đã nghiên cứu ra một cái công nghệ mới là công nghệ SAOT. Công nghệ này sử dụng rất là nhiều các cái vi tấu kính với công suất cộng cao từ cộng 3,5 đến cộng 5,5 diop, và những cái vi tấu kính này được đặt ở trên 11 cái vòng tròn phi cầu đồng tâm, chiếm đến 40% diện tích của tròng kính. Kết quả là nó tạo ra được cái vùng kiểm soát cận thị với mọi góc nhìn. Qua những cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên được kiểm soát rất chặt chẽ đã cho ra những cái kết quả điều trị cực kỳ tốt. Và một điều rất là quan trọng là khi mà chúng ta đang sử dụng điều trị kiểm soát cận thị bằng cái tròng Stellet này, nếu như vì một lý do nào đó chúng ta ngừng sử dụng thì nó cũng sẽ không gây ra cái phản ứng dội ngược như những cái phương pháp kiểm soát cận thị truyền thống. Nên đây sẽ là một phương pháp an toàn và hiệu quả cao trong việc điều trị kiểm soát cận thị cho các bé từ 6 đến 16 tuổi. Và sau đây là một số những cái kết quả nghiên cứu sau 24 tháng. Ở những cái nhóm trẻ mà có sử dụng tròng Stellet thì cái độ tiến triển cận thị trung bình sau 2 năm sẽ là -0,48 diop. Và ở những cái nhóm trẻ mà sử dụng cái tròng kính thông thường thì sau 2 năm độ tiến triển cận thị trung bình là -1,46 diop. Tức là khi mà chúng ta sử dụng cái tròng kính Stellet này sẽ hạn chế tăng được độ cận sau 2 năm là -0,99 diop và giảm tiến triển cận thị trung bình là khoảng 67% so với đeo kính đơn tròng thông thường khi mà chúng ta đeo cái kính Stellet này lớn hơn 12 tiếng trên một ngày. Và hôm nay thì Atiptic vừa nhận được một cái đơn hàng của một đôi vợ chồng người nước ngoài. Họ có đặt cái tròng Essilor Stellet này cho con của họ, và cháu năm nay là 12 tuổi. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu cái bộ sản phẩm Essilor Stellet này sẽ bao gồm những cái gì ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái khăn chính hãng của thương hiệu Essilor, và chúng ta sẽ có một cái thẻ certificate chứng nhận hàng chính hãng, có một cái thẻ cứng Essilor Stellet.
Ở mặt sau của thẻ thì chúng ta sẽ có những cái thông tin cá nhân hóa, ví dụ như ngày đặt hàng là ngày 2 tháng 8 năm 2024. Trong Stellet, váng phủ là Clear Sound Rock, là cái váng phủ mà tốt nhất của Essilor ở thời điểm hiện tại. Tên bệnh nhân đấy. Chúng ta có độ cận của mắt phải của cháu là -1.75, mắt trái là -1. PD là mắt trái là 29, PD mắt phải là 29. pH là cái độ cao tâm là 27. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến cái trong kính. Ở trên bao bì thì chúng ta sẽ có những cái thông tin tương tự như ở trên cái thẻ, là những cái thông tin về độ cận của cháu. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu bên trong. Về cơ bản nhìn sẽ không khác cái tròng kính thông thường. Trên tròng kính thì có chữ Stellet. Và cái hình tròn này chính là cái vùng nhìn rõ. Khi mà lắp tròng kính này thì chúng ta lưu ý là phải lắp tâm của các bé là trùng với lại cái vòng tròn này để các bé có thể nhìn xa được rõ ràng. Ở quanh đây thì sẽ bao gồm rất là nhiều các cái vòng tròn đồng tâm với những cái vi tấu kính là những cái vùng điều trị. Và cái tròng kính này làm bằng chất liệu eyewear 1.59 polycarbon. Cái vật liệu này sẽ giúp các bé có thể thoải mái tham gia những cái hoạt động thông thường mà không sợ những cái tác động ngoại lực bên ngoài. Ngoài ra thì cái tròng kính Stellet này cũng có cái khả năng chống hoàn toàn cái tia cực tím. Chúng ta có thể test ở đây. Tròng kính đạt chỉ số UV400 bảo vệ mắt trẻ hoàn toàn khỏi tia cực tím. Cái tròng Stellet hiện tại cái giải độ của nó rất là rộng. Độ cầu lên đến -12 diop và độ trụ lên đến -4 diop. Và cái giá bán hiện tại mà hãng niêm yết đang là 7.200.000 đồng cho một cặp. Và chúng ta sẽ được ưu đãi cực kỳ lớn khi mà đặt hàng tại Etioptic. Chúng ta có thể xem chi tiết giá ở trong phần mô tả. Và ngày hôm nay thì Etioptic đã giới thiệu đến anh chị cái tròng kính Stellet, là cái tròng kiểm soát cận thị lên đến 67% dành cho các bé từ 6 đến 16 tuổi. Nếu như anh chị có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ với thông tin ở trong phần mô tả để Etioptic có thể tư vấn cho anh chị những cái tròng kính gọng kính phù hợp nhất với lại yêu cầu của anh chị. Xin cảm ơn.